Sơn Thủy Đại Giang Đông Cuồng. Tuần quan thượng an tôi tam tư phố hồi công y đồng tư phố
Duy nguyện thương trụ tam bảo thất Phật Thế Tôn bất xả từ bi vi tác chứng minh cúng giảng dĩ tất cụ hữu đâu từ kim cương tuyên. Phục dĩ Phật tư quảng đại năng trừ hẳn ách tai ương thánh đức khoan hồng tăng tứ khang ninh phúc thọ phủ thần khấu đạo ngưỡng đạt kim dung viên hữu. Việt Nam Quốc, Hà Nội, thành phố Tương Tín Huyện, Nghiêm Xuyên, xã Liễu Viên Thôn, tại Bách Thần Linh Từ Thượng Phùng. Phật Thánh Hiên Cung, Đường Thiên Tiên Lễ, Bái Đảo, Giải Hạn, Trừ Tai, Câu Châu Ban Minh, Khang Cường, Lộc Tai, Vương Tiến, Công Danh, Sự Nghiệp Thành Đạt, Tăng Duyên, Trường Thọ. Kim Thân, Thanh Đồng, Đệ Tử, Nguyễn Quang Đạo, Nhị Thập Bát Tuế, Thê Thanh Đồng, Nguyễn Thị Xuân, Nhị Thập và Tứ Tuế. Xe Loan Giá Ngự Hầu Đồng cầu cho bản thân và cập toàn gia thân phụ Nguyễn Quang Hưng, thân mẫu Nguyễn Thị Hồng Nhật, nam tử Nguyễn Quang Khôi, đặng sở cầu như ý nhất tâm đỉnh lễ. Liên Toa Phu Giám Quỷ Trần Ngôn Niệm Thần Đằng Sinh Cư Trung Giới Minh Thuộc Thương Cung Hà Can Khôn Phù Tái Hồng Ân Cảm Nhật Nguyệt Chiếu Lâm Chi Đại Đức. Thân hôn xuất nhập khởi vô thiên ác chi quan tế nguyệt lưu hành nan miến đầu hung chi vận cầu phi khấu đạo bằng chất điểm chi thiện duyên đắc an ninh bảo tử thời chi cắt khánh do thư kim nguyệt cắt nhật đầu thanh ngũ thể tỉnh tín nhất tâm quy hữu sơ văn khiển thân thượng tổ cung duy. Nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo kim liên tọa hà. Nam mô tam thừa đẳng giác chư vị bồ tát liên tọa hà. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm Bồ Tát Hồng Liên tọa hạ. Tam giới thiên chúa tư phủ vạn linh không đông thánh đế ngọc bệ hạ. Thập bát long thần đa lam chân tề bị tiền phục nguyện chư Phật chứng minh vạn linh giám cách siêu khổ hải dĩ từ hàng thứ đắc cứu cầu tương ứng đô mê tân. Vua Quang Phuyết sứ tri nguyện giá tòng tâm niên niên cảm lạc cu xuân đai cá cá đồng tư thọ vực tăng tai mắt nạn sứ vô châm phạm chi ngũ bách phúc. Thiên tường hưởng thọ khang chi khánh lộc tài vượng tiến nhân vật bình an đán thần là đình vô nhân khí thuyết vinh doanh chi trí cẩn sớ thiên vân quý mão niên bát nguyệt sơ ngũ nhật thần đệ tử khấu đầu thượng sơ. Tuân phụng Như Lai, thân tuân phụng Như Lai, Thích Ca Như Lai, Di Giáo, thần thành hoàng thành cùng khởi thủ. Cầu vô thủ đồn thủ bách mai, cụ hữu sớ văn cân đương tuyên bạch. Phục dĩ hữu tiên tác danh nguyệt kinh khả thiên khai sắc tướng. Thành mẫu thu khúc vân xa tạp địa hiển linh nghĩa khô đầu thanh. Long nhan động giám viên hữu. Việt Nam Quốc, Hà Nội, thành phố Thương Tín Huyện, Nghiêm Xuyên, xã Liễu Viên Thôn, Y Vu Bách Thần, Linh Từ, Thượng Phùng. Phật Thánh Nhân Cung, Thu Tiên Tiến Lễ, Bái Đảo, Giải Hạn, Cầu Bình An, Tập Phúc, Lộc Thọ, Trường Ngành Tường Sư Kim Thần, Tiến Chủ, Thanh Đông, Nguyễn Quang Đạo, Nhị Thập Bát Tuế, Thê Thanh Đông, Nguyễn Trị Xuân, Nhị Thập Tứ Tuế. Xe Loan Giá Ngự Hầu Đồng cầu cho bản thân phả cập toàn gia thân phụ Nguyễn Quang Hưng, thân mẫu Nguyễn Thị Hồng Nhật, nam tử Nguyễn Quang Khôi, đặng sở cầu sở nguyện như ý nhất tâm đình lễ. Cao Ngự Khu Giám Phi Thanh Thiết Niệm Thân Thao Sinh Trần Giới Kết Tập Nguyệt Duyên Mỗi Tư Thành Khả Thông Thân U Hiển Sớ Vô Nhị Lý Nhân Tín nhâm hoan hữu quả cố kim nguyện thị nhất đô dục cầu thọ dĩ an toán tất tương âm quang chi tế độ cung phùng lệnh kết kiển cụ dũng nghi hương hoa kim ngân lễ vật tình cúng phu trần quý hữu sơ văn khiên thân thượng tấu cung duy. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm Bồ Tát Hồng Liên tọa hạ. Tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đông thánh đế ngọc bệ hạ. Vân hương thiên tiên tam vị thánh mẫu ngũ vị tôn ông tứ vị khâm sai ngọc bệ hạ tứ phủ chầu hòa tứ phủ thánh hoàng công đồng tiên cô công đồng thành hoàng cầu ngọc bệ hạ bản điện phụng sự nhất thiết liệt vi linh ngũ hổ thần tướng vị tiên cung vong
Thanh Tư Đồng Thủy Chiếu Giám Phục Nguyện, là bàng chúc có vô cương giáng lâm bát viên quang ba hiếu sinh, chư đức độ ách tiêu tai hoang si tế độ, chúng chi nhân giáng thương tích phúc tỷ đặc y quang phu anh như phụng ba đán trí thiên lạc nghiệp an cư bát phu vạn minh chi địa thứ phu yến hỷ cộng mộc khổng hưu đán thần tình vô nhân khí chết minh doanh chi trí cần sớ thiên vận quý mão niên bát nguyệt sơ ngũ nhật thần đệ tử khấu đầu thương sơ. Dạ, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Con lạy Phật Tổ Như Lai, con lạy Phật Tích Ca, con lạy Phật Di Đà, con lạy Đức Phật Bà Quan Âm, con lạy chư Phật mười phương. Con lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế, con lạy ông Nam Tào Bắc Đẩu, con lạy ông Trịnh Vương Hành Kiển, ông cai năm, cai tháng, cai ngày, cai giờ của năm Quý Mão, con lạy các quan trên thượng giới. Con lạy cửa mẫu mẹ Âu Cơ, con lạy Tam Tòa Đức Thánh Mẫu, con lạy ngũ vị tôn ông công đồng các tá hội đồng các quan. Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Đạo Đại Vương, con lạy nhị vị Vương Cô, con lạy trốn nhà Trung nhà Trần, con lạy lục bộ nhà Trần, con lạy Bác Hồ Chí Minh, con lạy tứ phủ Thánh Chúa, con lạy tứ phủ Thánh Chầu, con lạy tứ phủ ông Hoàng, con lạy tứ phủ Thánh Cô, con lạy tứ phủ Thánh Cậu, con lạy nhị vị Hoàng Xà, con lạy con lớn Bạch Xà, con lạy con lớn Thanh Xà, con lạy ngũ hổ tướng quân, con lân lớn Thủ Điện, bàn thổ Thủ Điện, con lạy cô bé Bản Đền, cô bé Bản Đền, con lạy cả thần thành hoàng thành bàn thổ tại Bách Linh Thần của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 năm Quý Mão, Kim Thần Thanh Đồng Đệ Tử Nguyễn Quang Đạo cùng Phu Thê Thanh Đồng Đệ Tử Nguyễn Thị Xuân thành kính tế lễ để xe loan giá ngự hồ đồng, cầu cho bản thân cũng như toàn thể chốn chung, thân phụ Nguyễn Quang Hưng, thân mẫu Nguyễn Thị Hồng Nhật, nam tử Nguyễn Quang Khôi được vận hạn tai qua lộc tài vượng tiến, công danh sự nghiệp thành đạt, tăng duyên trường thọ, mọi sở cầu sở nguyện thì được như ý. Nay trước cửa bản đền đây, tiến chủ chúng con nhất tâm tu thiết đàn tràng kim ngân vàng mã đa tiểu lòng thành, pháp sư chúng con thì đã khoa giáo đàn tràng, thì việc cúng Phật cúng thánh mẫu Trần Triều Khao Sơn Trang Ngũ Hổ Tiên Bạch Tờ Đơn Lá Sớ đã hoàn tất. Lúc này bằng tấm lòng thành kính của trần gian, một lần nữa pháp sư kêu thay lạy đỡ gia đình chiến chủ chúng con có sở cầu sở nguyện lên cửa trời cửa Phật cửa thánh thần thành hoàng thành bản thổ nơi đây, xin ngài về lai lâm giá ngự, rồi là chứng lễ, chứng khoa giáo, chứng tờ đơn lá sớ liều cơ tấn khấn của pháp sư cũng như là của gia chủ chúng con ngày hôm nay dâng tiến. Nay con xin cửa trời cửa Phật cửa thánh người hoan hỷ, người chứng tâm cho. Người có sơ vơ lầm lỗi điều gì thì xin người cũng hoan hỷ, người đại xá. Nay xin người chứng lời kêu tiếng khấn rồi, mọi sở cầu sở nguyện rồi, thì người giám phúc lưu ân giáng hạng dài nhất tâm nhất dương, chúng con xin đa tạ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dạ. A Di Đà Phật trên con xin phép Phật Thánh ạ. Xin phép chủ nhang đồng đền ạ. Xin phép pháp sư ạ. Xin phép đồng quan lính thánh, đồng anh lính chị, Thái Quỳnh, Thái Quế, chủ hầu dân cung đàn tới hát ạ. Các gia chăm họ cho họ Nguyễn được vào Bắc Ghế Hầu Thánh A Di Đà Phật. Tặng phong chi thánh sẽ loan mẫu ngự về vân ca thôn quê phủ dày vân ca thôn quê nghĩa hương quyền bản nhà lê tại chùa trần đồ nhạc xã sẽ loan thánh giá cùng thỉnh mời
nhị thanh tiên vốn xưa sáng ngự trong đền sầm sơ chốn đồi ngang là nơi phố cát riêng một bầu gió mát trăng thành sloan thanh gia tam chúa tiên cung thỉnh mời để tam chúa tiên xích lần lòng nữ ngược miền thoại cung với thủ tư có nhà nho sĩ văn tú thành nếu nghĩ dưới đỉnh chân nhang phần cổ dung thiên thượng đệ tử kiên thành hiện tại kim lô phong quanh khắp nhân hoàn tự kiên mang thập phương tích nhật ra dù biên lạc chủ tiêu tài trương nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô a di đà phật sa loan thanh gia có lệnh truyền ra đức thanh ông có lệnh truyền ra các quan phải đồ
lệnh truyền thiên đời vạn cơ. Ông bây giờ rồi đoàn xa anh linh trước là bảo hộ gia đình. So ra thua chốc chốc và tình thêm thầy nguy ra chẳng biết này. Sớ điệp lưng lên kinh ngân, sớ điệp lưng lên ông về tổ đời chép biết rõ ràng gì cho chúng sinh. Long Vân Khánh Hội các nhật đương thời tháng 8 được cha tháng 3 được mẫu nhỉ. Ngày hôm nay họ Nguyễn Chí thiết lòng thành thu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tờ vàng cánh sớ ở nơi nhà trại. Tỉnh Phật tuyên kinh cung minh đỉnh thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đảo thiên quan nghiêng cao hơn bộ bát thí cung hồn. Họ Nguyễn Trúc Thánh ngự đồng bắc ghế ông ngồi là ngôi ngự quyền ông khép ông về ông dáng đền dáng phủ. Ông chấp tờ giấy lá sớ trên ông thượng tấu đến đỉnh dưới hạ trình với năm cung. Ông có nhờ các cung các sở bảo hộ cho gia trung họ Nguyễn được lộc tài vượng tiến nhân khang vật thịnh có uống các tiểu hiếu thảo chăm ngoan học giỏi trong chốn gia trung được trên thuận giấy hòa mạnh phải bình an cũng gần một chuyến ở trên lò bình thánh với gánh được gia trung nhỉ. Ông cho thiên phúc điện nhỉ được ức niên hương hỏa thiêu hương trúc thánh được sở nguyện nhĩ sở cầu tổng công ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự ban khen ban thưởng cho pháp sư cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế tứ trung hậu dân ban khen cung đàn tiếng hát ban khen cho bách gia trăm họ lộc nhà nào bây giờ đấy nhỉ. Thế mà hài họ Nguyễn mới nhất tâm của cha con ông không phải sợ thiếu chi chi ha. Kéo đường đường chinh 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 nghi cơ đội nào nghiêm chỉnh sau dưới thuyền trên bộ đùa nhau uốn lưng lưng lỡ nỗi lắc đầu cạn sông. Thank you.
sâu trương lương hàn tín ai đang phép thần thông thu phong hoàn vui biết phép này đảo vũ thu vân ra đời trong thi mở mang nam hải bất công được tam sẵn sai thành ra hoa hải đường thần tiên cung kính mời với cô đến nhất đất mặt hương là đất ứng trần quanh thành ra đề nghị đại hoàng tấu vương cô tên gọi đại hoàng nghị thông minh chúng chờ chứng đảm đang việc bố xa tầm mơ chân dài của bể tờ mơ chiếc thời cô bé thử suốt đi có là vừa phong phong xa sóng dậy lề lây ầm ầm sóng dậy lề lây con bé cửa suốt đời xa lễ mại chúa tiên thỉnh mời lễ mại chúa tiên núi rừng mong ở chân miền tiên hoàng sinh vào lễ mại chùa tiên năm năm chân tháng hai mùng ba bye.
bút đi hàm răng ngọc ngọc thạch thành tai hoàn vàng hồ phong phanh kim cương quần chân áo chi khác thường Oh,
sắc tốt đi tươi hương dài và xanh nắm quả nhiều hoa tiếp chờ bước vào dài sương chiều trong ăn tiệc một năm phương thái hòa anh bước tiền sang tỏ gần xa soi cho nó nước nhạt nhạt nở hoa soi cho nó nước nhạt nhạt nở hoa về bên nước sớm chiều cà vang tay khơi điện bát sừng vàng đem cho trăm họ đường sáng đời đời đem cho trăm họ đời đời giàu sang phương hội họp để đã tháng ngày bàn cho tiền tốt mùa dày đồng lòng cho lắm về đây càng nhiều hoa hí hà. Trên đầu lược giặt chấm chị cha chị chỗ nói lời sơn trang 36 đồng tiên ngàng hộ tổng 72 sơn lùng các làng tiếng kinh tiếng ma tiếng mường lên trầu
bàn sắc chỉ đi công công hồ thì sang tháng 8 thực tra, tháng 3 thực mẫu.
họ Nguyễn chí thiết lòng thành khu thiết lễ vật nhang hoa kinh ngân đầu vàng đánh sớ tờ đơn mã trạng tính vật tuyên kinh cung inh đình thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đảo thiên quan niên khao hồ cổ bá thí ô hồ họ Nguyễn trúc thánh ngự đồng bắc kế quan ngồi là ngôi quan ngự quyền quan phép quan quan về con dáng đền dáng phủ con chấp tờ giấy lá sớ trên con thượng tấu đến hình dưới con hạ trình về năm cung có lời với các cung các sở bảo hộ cho gia trung họ Nguyễn được lộc tài vượng tiến nhân khang vật thịnh các uống các tiểu hiếu thảo chăm ngoan học giỏi trong chốn gia trung được trên thuận dưới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến ở trên lo được thánh đưa gánh được gia trung con cho được chắc cửa đền được bền của phủ quan độ và luyện cho họ Nguyễn ghế quan nhỉ tâm vui miệng hả tá khẩu thông truyền của đồng khuôn bóng ngoan đồng đoan trang những lịch sử được cao để ấn giỏi cái quyết trên đi cứu dân được thế cứu sử độ trinh mà cứu nhà nào thì đắc đạo nhà đấy nhỉ quan lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự ban khen ban thưởng cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế cứu trụ hầu dân cung đàn tiếng hát con ban khen rất già lộc nhà nào mà nhà đấy nhỉ thế mà hai họ Nguyễn mà nhất tâm của anh em ta thì không sợ thiếu cái chi ha Thank you.
sóng nhan khai quang thật cờ quang minh chứng đàn diên ngã tích tăng cung giang kim hoàng cần cần thánh chúa tiên cùng vương sơ điệp dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên ngài để tô đôi che thiên rõ ràng thế cho để trường sinh chơi chơi đi khang linh họ sớm khởi cho dung mạnh đời đường quan lại độ và luyện cho họ Nguyễn Thế Quan được tâm vui nguyện hạ tác khẩu thu truyền được phun bóng hoa mừng đoan trang lịch sử được sở nguyện nhi sở cầu tổng tâm con ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự cho pháp sư cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế tứ trụ đồng xuân cung đàn tiếng hát con ban khen cho bách gia trong họ lộc nhà nào nhà đấy ha xì vô sóng vẻ vang mắt phượng dâu rừng dung nghi tuân tú oai phong khác thường chân chân sơn lâm hùng cường uy vũ sắc đồng cai ngự nam thiên phúc đồng vâng mệnh cử thiên thanh sơn đích bậc mọi miền đi qua chốn điện đài uy nghiêm lồng thần thống ngỗng chi dùng ai đương ngự trên hắc hồ uy cường đi mây về gió bốn phương đồ người
hiền công tu sáng dạng như gương, ba ngàn thế giới tự ở mương trầm lân để khổ tìm đường lạnh lạnh xa. Trời đất chuyển mưa xa chớp rồi, cơn rồng cây cối đổ xô xa ra. Thái tử đề tam tấu tôn thần quan, thái tử đề tam hùng đức quan tổ lạnh lạnh ngoài hùng. Dù kiểm soát đi cõi phàm trần gian đi, dâng lên ngàn sơ điệp dâng lên quan về tàu đối chép biên rõ ràng về cho để chàng sinh để tử chàng sinh về cho để tử trường sinh chư phu chư quý khang linh thọ trường về cho dung mạch đôi đường.
mở trường sinh bày ban ban tắp hết thủy đình dân gian quê ca ngâm phố đọc Phật cũng đại quan lớn đệ quan quyền quan thân quan đến phục cung ngày hôm nay doanh nghiệp các phần đông thánh hội tại bách phần linh từ thanh đồng đệ tử nguyễn quang đạo nhất tâm thiên chiến đệ nghi xe loan đã gửi hội đồng tay qua tỉnh văn mời quan lớn về giáng mặt đền và thủ giáng đầu đồng đệ tử của quan quan thương đức quan truyền lời để cho mặt đền và được lễ của quan cùng chốn gia chung cùng bách gia trong họ chúng con xin đầu quan a di đà phật đại quan các ban khen lời kêu tiếng xấu còn bằng rõ chữ của pháp sư nhé. Long Vân Khánh Hội các nhật đương thời ngày hôm nay nhỉ? Ông Nguyễn Chí thiết lòng hành tu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tờ bạc cánh sớ tờ đơn lá trạng. Tỉnh Phật tuyên kinh cung minh tỉnh thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đảo thiên quan nhân cao hơn độ bá thi mô. Họ Nguyễn Trúc Thánh ngự đồng mắc ghế quan ngồi để ngôi quan ngự quyền quan các quan. Con về con giáng đền giáng phủ con chấp tờ giấy lễ sớ trên quan thượng tấu đế đỉnh dưới quan hạ trình năm cung. Có nhờ với các cung các sở để bảo hộ cho gia chung họ Nguyễn được lộc tài vượng tiến nhân khang cập thịnh có uốn các tiểu hiếu thảo trong ngoan học giỏi trong chốn gia chung được thiên thuận thế hòa và bình an ngân có xuyến để trên lò thánh được đẹp như thế. Ba lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự ban khen ban thưởng cho quan thầy pháp sư cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế thứ trụ hồng sơn cung đàn các con ban khen những là trong họ lộc nhà nào giờ thế mà hai họ quyết tâm của anh em ta không sợ thiếu chi chi ha. Lừng lầy chân giang khê ngân tiếng thơm danh dưới thủy đình gươm thần ba thước tay tài dậy trời tây lấp lấp biển đông giáp bạc bao phen nhuộm đỏ hồng sông pha trăm trần cũng như không ra tay cứu nước trừ nguy biến tiếng để ngàn thu non sông chính trình giang biên doanh ngân sờ bắc bắc anh phần hồng chiếu sang cõi nam bình minh người còn vô thoại quốc đông đình để tam thái tử giáng sinh nuôi đền giống bẩm sinh thành tư chất long nhan cũng
thỉnh mời bơ phủ vương quan phương phi diệt màu long nhan khác thường. Hằng tấu đôi lên thiên đình thoại phù chân, chân nam minh minh quy đủ một năm phương uy ra chấp chấp chính, chính kỳ cương cầm cân ngày bực bừng xưa xa cõi đời. Phép mồ quang tôi tú anh linh lệnh truyền thủy tổ chư binh chỉnh tề đa giáp chơi biển chân chân xa. Dòng xích bích bích đua quân trèo du lịch lịch bốn năm phương có phè tuần thu sông hương trở về tỉnh Bắc Bắc quá giang lục lùng đâu. Trăm mái chèo bơi dọc ngang tuần tuần đạch đạch đôi 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 quan đi về sông hát khi lên gần xuống thác vui chơi ra cho chói sắc rừng quan phong ba cho chói sắc rừng quyền quan đệ tử thank you.
sai chỉ nhang đà bút phê sai tả văn nghiêu võ lương bát đáo đảng quân thủy quân bộ tươi hàng sơ điệp dâng lên nhìn lần sơ điệp dâng lên đi ai tô đôi chép yên gió giảng phê cho đời trường sinh chưa phô chưa quý khang linh thọ trường sinh cho dung mạnh đôi đường quan ngồi là ngôi quan ngự quyền quan phép quan về vân tán đền nhãn phủ độ cho họ công danh tiền bạc tài lộc về đa trong cửa trong nhà nhất tâm phụng sự quan nhỉ quan để ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự ban khen ban thưởng cho quan thầy pháp sư cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế tứ trụ hậu dân văn đàn chính hát để ban khen ban thưởng bách gia cho họ lộc nhà nào và nhà đấy thế mà hai họ nhất tâm của anh em ta thì không sợ thiếu chi ha xuất nhập trang tài đào la
đàn quê Huế xin vui xuân ta. Rõ ràng về cho đi thủy trường sinh. Đệ tử trường sinh phê cho đi thủy trường sinh. Chư phu chư quý hang linh thọ trường phê cho du mạch đôi đường. Muôn dân đạo
cầu. Nam mô A Di Đà Phật, con đại quan đến để truyền quan phép quan con đánh công để bắt trừ tà sát quỷ là quan. Ngày hôm nay chúng ta các thần tông kính hội tại Bách Thần Linh Từ Thanh Đồng Đệ Tử Nguyễn Quang Đạo Nhất Tâm Ứng Thiết Tự Nghi Kim Ngân Vàng Mã Đa Thiểu Lòng Thanh sẽ loan ra từ hội đồng để cầu tài cầu lộc bình an cho bản thân cũng như trong chốn gia chung. Nay qua tỉnh văn mời quan lớn về giáng mặt đầy mật giáng đầu đường lễ của quan công nghệ của quan truyền lời để cho bản đề phật ghế của quan trong chốn gia chung và bách gia cho mọi chúng con xin lộc quan A Di Đà Phật. Long Vân khánh hội cát nhật tương thời ngày hôm nay nhỉ, tháng 8 tiệc trà, tháng 3 tiệc mẫu hỏng nguyên trí thiết lòng thành vũ thiết lễ vật nhang hoa kinh ngân tờ vàng trong sớ tờ đơn ngã trạng tỉnh Phật tuyên kinh cung ngân đình thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đảo thương quan như sao hôm bộ và ni cô không biết chúc thánh được đồng chờ để quanh ra cho họ đi nhá. Quyền quan một quan sau khi xin xong rồi thì hết chấp tờ giấy lá giấy trên lá hồ thì quanh ra cho họ phải trình năm cung để xin cho thầy đi nhá. Bảo hộ cho gia chung hộ thì lộc tài dựng tiến nhân thang và tình các uốn các tiểu hiếu phải trong ngoan học giỏi trong chốn gia chung được thiên thuận thế hòa mạnh khỏe bình an cũng được chuyển đến trên lo được thánh từ cánh được gia chung được quan lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang mà tự ban khen ban thưởng cho quan thầy pháp sư cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế tín trụ hầu dân cung đàn cũng hát ban khen cho các cha cho họ lộc nhà nào người đấy thế mà hài họ nhất tâm của anh em ta cũng sợ kiếm chứ gì ha. Sông tranh ơi hỡi sông tranh tranh nước còn đi chật chật tung tung hoành liệt liệt tung hoành oai trang sinh nghìn năm năm ghi để dấu rung rung lược cảnh non bồng nước ngược bồng lái vui chơi bạn chúc chúc bạn mai bạn loan tiệc ngọc sum vầy sương ca dầu ai vận vận hàn không qua cầu quan đệ ngũ bệnh tả tan không cánh dâu thiêng đem về mà trần ai có tả quan chủ tả ra mặc dù ai vẫn hàn chưa qua kêu quan để ngũ bệnh bệnh đã ta không không một con người tích tinh vương công đức cu
cúi xin ông ban phước hà xa, xin ông mở lượng hải hà độ cho non nước nhà hướng long. Hai con nguyện giữ lòng trong sáng, sám hối ông chẳng dám đơn sai, xin ông hạ bút hoa khai cho dân Nam Việt ai ai cũng thịnh vượng. Ba con nguyện đèn hương dâng tiến, quý xin ông thương đến đồng gia độ cho nam nữ trẻ già ai ai cũng được mặt mặt hóa ra hồng. Bốn con nguyện một lòng chí kinh, từ thiết lễ nghi chẳng xứng với ai, xin ông ban lộc tiếp tài cho con đơn chữ lộc lộc cũng danh. Năm con nguyện trung thành tư phụ trước hội đồng văn võ bách quan, căn ngăn cao số ngầm tôn nhang đã làm kê thanh chẳng than dầu nghèo. Sáu con nguyện tu theo thánh giáo, ông khai cho học đạo được minh, ban cho đồng đồng được trí thông thông minh, khai cho xong nhớ như được tinh linh nghe được. Bảy con nguyện tiếp đường công đức, tu thiền duyên nơi cõi tục lầm than, xin ông nhỏ phước thiên nhan độ cho con được bình an tháng ngày. Tám con nguyện theo thầy học lễ, cúi xin ông cứu khổ độ mê, xin ông ban phước thủy tề tăng cho đệ tử mọi bề vinh sương. Chín con nguyện trăm tâm đường tổ miếu, xin ông về khai chiếu căn duyên cho bà cô ông mạnh hiện tiền thoát đến lục đạo được lên cõi trang đài. Mười con nguyện tiền tài không tiếc, thác đi rồi có tiếc chi đâu, để tử con xin quỳ gối dập đầu mãn chiều xê bóng theo hầu đức cần cần cha cha. Bát hải đồng đình con vua cha, bát hải đồng đình anh linh của điều thất thân gian sinh để đền rộng rộng ra. Con triều trường là con vua thứ hai, để nề thái tổ quảng cai ra. Vui vẻ đêm rồng sớm hôm mai, chầu bà đệ nhất vui vẻ đêm rồng ngày chơi phù chính lầu lầu vào sơ ta. Máu đầu thầy hồn tâm thuốc, tình mời tiên chúa rừng rừng xanh. Thank you.
đêm đông cuồng mưa rơi tí tách nghe tiếng gió rừng sao sạc nắm cánh dê kêu đồi núi vắng tanh. Sinh trên đất tổ đông cuồng năm năm thân thân ngày báo giờ lạnh quyền cái con sông hồng gì rào sóng vô lối chảy vào đất tổ máu a dầm văn tiên thành thường mà gió cuốn rung cây sông sơn cá làn chim bay về làn cánh anh khuya nguyện làn sao tàn thank you.
đồn sấm giáng đi cờ buồn mưa tuốt đầu gành ra bắt sượt lòng lách.
bàn pha một phút hội họp để đã tham ngày ban cho tiền tốt độ dày bồng lộc cho lắm về đi đây càng nhiều bà ban cho dài nhật sang nghèo bồng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa thanh đồng còn ngang khói phụng thờ 30/11 người tu ôm rằng 30/11 ôm rằng 14 quyền cai tan thật ngàn châu chín tầng khe suối một bầu tiêu vào trồng dòng chơi rừng quê rừng đào thành ra